có tính ích kỷ và ít tâm từ mà tu tập thiền tuệ thì trí tuệ có phát sinh được không ờ, do con có nghe một vị từng dạy rằng nếu thiếu tâm từ thì dù hành thiền bao nhiêu trí tuệ cũng không phát sinh được khi nghe như vậy thì con thắc mắc là giữa tâm từ và trí tuệ có mối liên hệ gì với nhau trong thiền tập hay không Ờ, trong uh, chú giải của bài kinh uh, Karani Yasutta Đức Phật uh, dạy những cái vị tỳ kheo hành tâm từ đó. Chúng chú giải có nói như thế này. Những vị uh, những vị tỳ kheo 500 vị tỳ kheo này đó là 500 vị tỳ kheo đã thuần thục về 10 đề một casino và có thần thông cũng như cái việc thực hành Tứ niệm xứ của các vị này đã đạt đến cái hành xã trí tức là dù cho ở um, Thiền chỉ hay là Thiền Quán các vị này cũng đã đi đến cái bước uh, cao nhất của Phạm Phu uh, nhưng mà đó khi mà các vị này tu tập ở trong rừng thì hàng phi nhân họ không có hoan hỷ bởi vì cái vị cái việc xuất hiện của những vị tỳ kheo này đó nó ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ thành ra những vị chưa những cái hàng phi nhân họ mới hù dọa nhắc ma những cái vị tỳ kheo này khiến cho những vị tỳ kheo này không có sinh hoạt được không có sống được trong rừng mà phải về để gặp Thế Tôn xin Thế Tôn có lời dạy cho nên Đức Thế Tôn mới dạy những vị tỳ kheo này hãy tu tập rải tâm từ đến tất cả chúng sanh ở cả mười phương và khi những vị tỳ kheo này quay trở lại khu rừng đó rải tâm từ đối với chúng sanh thì hàng phi nhân ở đó họ hoan hỷ và họ không phá những vị tỳ kheo này nữa nhờ như vậy đó những vị tỳ kheo này không bao lâu chứng đắc đạo quả a la hán đó là trong chú giải Uh, ngoài ra trong một bài tin khác có một vị giả xoa xuống uh, thưa truyền với đức thế tôn và đức thế tôn sửa lời của vị giả xoa đó như thế này đối với đối với những chúng sanh ấy miên mật thực hành tứ niệm xứ thì những chúng sanh đó um, tạo được những cái điều tốt lành và mỗi ngày trôi qua đối với cái vị mà thực hành tứ niệm xứ đó thì sẽ ngày một tốt hơn nhưng mà những người đó những người thực hành tứ niệm xứ đó họ sẽ không tránh khỏi hận thù và họ sẽ không tránh khỏi được những kẻ thù tức là dù cho mình thực hành tứ niệm xứ thì ngày một tốt hơn nhưng mà mình vẫn không tránh khỏi sự thù oán mà đối với những người có thực hành tâm từ đó uh, đi kèm với việc thực hành tứ niệm xứ tức là vừa thực hành tứ niệm xứ và vừa thực hành tâm từ thì mỗi ngày đối với họ sẽ ngày một tốt hơn và họ cũng sẽ tránh khỏi được những thù oán cho nên sư uh, rất là khó tưởng tượng một vị tu sĩ uh, thực hành tứ niệm xứ mà lại không có tâm từ khi mà quý vị đi vào sự thực hành, quý vị sẽ thấy là dù muốn dù không, thì mình cũng phải có tâm từ. Chẳng qua là tâm từ nó nó ở cái mức độ nào đó thôi. Đối với cá nhân trải nghiệm của cá nhân sư, thì sư rất là khó tưởng tượng một vị tu sĩ mà không có tâm từ bởi vì trong môi trường tu sĩ đó um, nó rất thuận lợi để phát triển tâm từ um. à, thành ra thì một người thì có thể là vì đó um, ích kỷ ích kỷ nhưng mà phải ít nhiều có thực hành tâm từ ha. À, còn cái chuyện mà cái mối quan hệ giữa tâm từ và trí tuệ thì như sư đã nói có thể có thể một chúng sanh họ không thực hành các cái điều mục từ tâm à, nhưng mà họ thuần túy phát triển thiền quán họ vẫn có khả năng chứng đắc được đạo quả nhưng mà chắc chắn điều đó nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều đối với người mà có thực hành tâm từ bởi vì như đức phật đã nói Khi chúng ta không thực hành tâm từ thì chúng ta không tránh khỏi được thù oán, không tránh khỏi được thù oán. Ờ, và cái việc thiếu tâm từ thiếu tâm từ thì sư nghĩ là, sư nghĩ là uh, nó nó liên quan đến một cái thứ tâm. Đó là cái uh, sân tâm và hại tâm. Bởi vì cái sân tâm và cái hại tâm Nó đi nghịch lại với tâm từ và tâm bi Mà nếu như chúng ta có cái sân tâm Và có cái hại tâm Thì chúng ta không thể nào chứng đắc được Thánh đạo thánh quả Mà để đối trì với cái sân tâm Và cái hại tâm Thì chúng ta phải tu tập tâm từ và tâm bi Thì nếu như quý vị hỏi sư Từ cái sự liên kết ừ, Dính dáng Thì đây là cái sự liên kết và dính dáng Tức là sao Muốn tu tập bát chánh đạo thì một trong số đó là quý vị phải có tránh tư duy đó là ly dục tư duy vô sân tư duy và bất hại tư duy phải tu tập bác chánh đạo thì mới có khả năng chứng đắc từ đạo quả mới có khả năng phát triển được trí tuệ mà muốn được muốn vô sân tư duy muốn có vô sân tư duy thì phải tu tập tâm từ muốn có bất hại tư duy thì phải tu tập tu tập tâm bi chính bởi vì như vậy khi mà quý vị tu tập tâm từ và tâm bi thì quý vị mới có khả năng là vô sân tư duy và bất hại tư duy. ha